vì tấm tiền cho nên bây giờ chị phải phải quỳ lại, phải cầu xin người ta như vậy nè. Đây cái nhà xem cái nhà, đây là chị là mắt xanh mò đỏ nè, rồi đến kem phấn, cái nhà xem kỹ khuôn mặt của chị đây. Đây với cái chân tay nè, em nói em gung tay nè, em mở đôi bệnh mà em biết em thiệt gung tay luôn, không ăn gung tay luôn á. Chị phải lo bản thân cho chị trước, bản thân của chị là phải khỏe mạnh, chị có sức khỏe, chị ngồi nói chuyện đó, bởi vì em mới gái như vậy nè, đúng không? Chị có biết là chị như vậy nên cộng đồng mạng đã không giúp cho mình một đồng nào không? Cộng đồng mạng đã không giúp cho mình một đồng nào không? Giúp cho mình. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Người mẹ đã bỏ hết sĩ diện của mình để quỳ gối cầu xin cộng đồng mạng xót thương hãy ban bố cho số tiền để cứu giúp con trai của mình. Thưa nhà, ở video trước Trung đã đưa lên và có nhiều sự xót thương của quý cô chú anh chị. Tuy nhiên cũng có nhiều lời bình luận nói rằng chị Kiều này không có đứng đắn, không có đàng hoàng, không có chuẩn mực. Cụ thể là chị Kiều này là con người mắt xanh mỏ đỏ, sơn móng tay rồi thoa kem trát phấn đó cả nhà. Những lời nói đó có thể nói là khá là xúc phạm. Tuy nhiên có đúng sự thực là như vậy hay không, hay là chị Kiều đang bị oan? Thưa cả nhà, hôm nay là một video thực tế mà Trung muốn quay lại nhà chị Kiều, nơi phòng trọ chị Kiều đang ở, và đến một cách bất ngờ, bất thình lình để xem, kiểm chứng xem thực tế ở đó đang diễn ra cái gì, có đúng như vậy không, và liệu rằng cậu con trai mà con trai của chị Kiều có liệu rằng có đúng là bị dụ bên Campuchia hay bị bắt bên Campuchia không, nguồn gốc chị Kiều như thế nào. Trung sẽ phơi bày rõ hết tất cả để cho cô chú anh chị mình xem một bức tranh thực tế đúng về chỗ chị Kiều. Thưa cả nhà, những video của Trung là những video chân thực và mong muốn rằng là cô chú anh chị mình sẽ xem và từ cái việc mà chân thực như vậy để hiểu rõ hơn câu chuyện xác thực như thế nào. Phía bên tay phải của Trung là phòng trọ của chị Kiều. Và bây giờ thì Trung sẽ đến bất ngờ cả nhà nha. Trung sẽ đến bất ngờ. Và Trung cũng mời cô chú anh chị mình cùng đồng hành với Trung để mà vô phòng trọ để xem những cái gì đang diễn trong đó. Thưa cả nhà, có đúng là sự thật như vậy không? Tại vì những đồng tiền mà nuôi quân mình muốn là khi mà nuôi quân giúp đỡ thì có đúng là đồng tiền đúng trong sạch và đồng tiền giúp đỡ đúng cái người mà đang khốn khó, đang cần giúp. Thưa cả nhà, cái nhà đây là khu trọ cả nhà nha. Khu trọ này thì tầm chắc cỡ chừng bao nhiêu phòng nhỉ? Có 10 phòng thôi nha, có 10 phòng mà cái khá là vắng. Trong đó thời điểm này là 3 giờ cả nhà nha. Đây cả nhà, chị cũng đang nằm ngủ cả nhà. Đang ngủ mê man. Mình ở trọ đây anh. Dạ. Dạ, ở phòng cái này hả? À. Đang ngủ á chị? Chị khoác áo vào tay vô. Cái cửa này mở được không? Được á. Cho nó thoáng cái. Con trai chị trên là thằng trên lầu hả? Trai nhỏ không chị? Con là Khoa. Dạ. Khoa hả? Dạ.
Anh ở lâu chưa? Ở bên kia hả? Anh qua đi chơi hay sao? Anh ở lâu chưa anh? Mình ở lâu chưa? Em mới ở đây có 3 tháng à. À vậy hả? Dạ. Em cũng ở Bình Dương lên đây làm á. Ông anh không ở đây đó rồi. Kêu lên đây làm. Hầu hết là bà con mình ở Bình, ở trên xa qua này không à? Dạ. Ở đây cũng hình như là gần gần đây cũng có miền Tây không à? Từ miền Tây hả? Dạ, miền Tây mà. Anh là ở Bình Dương, người gốc Bình Dương hay là ở đâu? Em ở Cầm Quê, Cà Mau á. Nhưng mà lên Bình Dương là nghiệp mà đi 2 ngày lấy năm đó dạ. Lên đây mình làm gì, nghề gì? Đây làm bốc giác. Ồ, bốc giác ngày được nhiêu? Đôi khi anh đôi khi cũng có nhiều, cũng có ít. Sao đây 100, 700, 200, 300, 100, cũng có nhiều, 100 cũng có nữa. Bốc giác thì nó đâu có ấy đâu, điều đâu. Không phải mà công ty như ngày nào công ty cái mình... Bốc giác mà có 600-700 luôn hả? Trời, bốc giác thì có khi ngày ta lại 9-10 giờ vậy, kiểu mấy luôn á, chứ nó gì ít gì. Là do cái thời gian nó khác nhau hay sao? Khác nhau. Cũng như mình về sớm thì cũng được 300-400 vậy đó. Rồi khi 9-10 giờ về thì ta cũng được 700-800 triệu, kiểu mấy cũng có. Dạ, chắc là bà con ở đây đều đa số là làm cái nghề ai thuê gì làm đó hay sao? Dạ, mấy dòng dòng anh chị em ở đây làm công ty hạt điều á. Còn em làm bốc giác cũng trộn nhân vật điệu thôi. Dạ, mình đi với vợ mình hay là đi với mình? Cũng đi với mình nè, còn vợ là cũng là công ty. Bữa nay công ty nghỉ ở nhà. Dạ. Anh lên là có mới thôi hả? Dạ, mới dạ. Thôi. Anh biết chị Kiều cái này không? Cũng biết, cũng sơ sơ gì, chồng có chị là con có đi bốc giác chứ. Ừ, là bốc giác ở đây luôn hả? Dạ, bốc giác chung với em. Dạ. Là bây giờ anh có còn ở đây không? Không biết nữa. Chào con. Ở đây là có đa số này giờ đi làm sao ta? Thấy đóng cửa. Đi làm hết trơn. Đi làm. Cũng có số hộ ở nhà cũng có người đi làm. Dạ. Đây thấy cứ có những công ty điều phải không? Dạ, công ty đây trời đó số công ty điều không có điều gì nữa. Chỉ trên đây là xứ ngành điều mà. Giống như bà con ở đây cái giao lưu phòng trọ là nọ cho biết nhau không? Dạ có. Có hả? Thưa cho chị Kiều đây là chỉ có hay gọi là chỉ có đi làm được không? Dạ không, bà cũng ở nhà rồi. Con bà vậy rồi bà cũng đâu có đi làm. Anh có biết vụ con của chị không? Dạ không, thì cũng nghe sơ thì thôi chứ mình cũng không biết nhiều, bởi vì chuyện đình ta mình cũng đâu dám xen vào nữa. Dạ. Dạ. Thấy chị ở nhà miết khóc lóc con cái dạ. Con cái hôm nay dạ. Rồi muốn... kia rồi chị đốt đèn tới sáng đêm luôn á dạ. Rồi chị cũng như chị đốt đèn sáng đêm mà canh con cũng như là coi có nhắn tin vậy không đang chỉ mừng dạ. Con cũng thấy tội cho chị lắm, đi ra đi vô chị khóc hoài luôn, mình cũng chịu không nổi đầm lòng, có khi thấy chị mình cũng quên đi chỗ khác, bởi vì có khi là không đậu, có khi mình khóc với má nữa sao vậy dạ. Đó tội chỉ lắm, cứ bật đèn mít cho mày. Dạ bật đèn mít tranh con chỉ có cái tin thu vật này kia nữa. Đây chị vợ hả? Dạ miền Tây luôn anh chị. Miền Tây Cà Mau luôn sao? Không, em ở Sóc Trăng anh. Thì là người Sóc Trăng lấy người Cà Mau rồi lên này sống. Dạ cũng lên chung thời điểm với anh luôn hả? Dạ hai chồng lại làm chung. Đây làm công ty hạt điều á chị? Dạ em làm công ty hạt điều á. Đây làm đây lương được tốt không? Em thì nói chung làm cũng được, anh nó làm trên này thì mướn nữ là nó mướn tiếng. Một tiếng là bao nhiêu? Tiếng 30.000. Rồi tùy theo như công ty nó ngại làm, những khi được 10 tiếng thì mình cũng được 300. Ừ. À, nếu hàng gấp thì bắt mình tăng ca, nhằm thiên đêm cũng được mười mấy tiếng. Dạ. Yeah. Nhưng ngày tăng ca tới 8 giờ tối, nhằm thiên vậy cũng được 12-13 tiếng. Dạ. Yeah. Bà con mình cũng... là cực khổ ở nhà, phải từ xa phải lên tới đây chứ nhiều. Và nhủ mà công ty Bình Dương gì đấy là nhiều công ty họ ngưng nhận công nhân luôn á. Dạ đúng rồi. Cũng khổ như vậy. Đó ở dưới hồi lúc trước ở dưới Bình Dương dưới cũng làm hạt điều, mà dưới hạt điều thất nghiệp xong mới lên tới đây. Dạ. Ở Bình Dương thất nghiệp có chừng luôn, có việc làm mới lên tới đây chứ. Lúc đó cũng ở Bình Dương. À công việc hả? Ừ. Mua nước hả? Thôi được rồi con, ở nhà đi. Rồi, chú có nước mà. Chú có nước mà. Dạ em nói chắc đơn ngạn qua nè, em cứ có em đi coi nắng cho bù
tuổi trời luôn, cái mặt em không hề có xanh gì mà người ta nói em xanh nè, anh nhìn nè. Nó em nói dốc anh đâu, người ta nói nào đánh má hồng, vẽ mắt xanh, mắt đỏ gì em có đâu, anh nhìn nè. Nè, nè chân mày em nè, gì mà người ta nói xanh nè. Đó. Em cũng không biết sao mà nói nữa. Người ta bình luận, người ta chửi, chia chết quá trời. Người ta nói cái bà này cũng xăm môi đỏ ra ngoài, ta cũng chị có đọc bình luận không chị? Dạ, có đọc em không? Có. Rồi chị nghe người ta nói vậy thì sao? Thì em nói vấn đề trước kia thì chị này thì đừng bà mà phụ nữ mà không, ai mà cũng không sẽ sạn anh. Nhưng mà điều con của chị cũng tình hình cũng mới có 2 tháng nay à, xảy ra công chuyện như vậy á, rồi chị lỡ xăm cái môi lúc trước rồi. Rồi giờ nó cũng đâu có xóa được đâu, rồi chị em bình luận nào là mẹ nó xăm môi, mắt xanh, mắt đỏ gì đó. Rồi con cái như vậy, rồi giờ mấy chị có thương tình thì mấy chị hướng về cháu giùm đi. Vấn đề mẹ nó thì bỏ qua đi. Cháu giờ nó đang cái sự chết sống ở bên kia. Thì mấy chị có lòng hảo tâm thì đừng có chia chích mẹ nó. Thì phụ nữ mà ai cũng muốn đẹp hết trơn, đâu phải mà mẹ mà con của ba chị mà mới xảy ra mà chỉ đi làm đẹp đâu. Cái này đã lỡ trước kia rồi, rồi thôi bây giờ mấy chị có thương tình thì đừng có chi chích mẹ nó, thì hướng về cháu, cho cháu được về với gia đình. Tại vì cháu nó cũng mới nhắn tin vậy bị đánh nữa đó. Chị mình làm nghề gì chị? Em cũng ở đây, chồng em cũng đi làm xưởng hạt điều rồi, em cũng ở nhà. Trong thằng nhỏ này cũng cạo điều bậy bạ vậy đó. Tại vì nhìn bên ngoài cả nhà chị cũng là trắng trẻo rồi cũng người ta nói em xin móng tay đã chót khá là đẹp của nhà có đâu, thật sự là chị là nhìn rất là đẹp, em xin lỗi em khen chị nha, khen đúng chứ không sai. Thành ra đôi lúc là về cái nước da trắng trẻo rồi son môi thì đôi lúc là người phụ nữ đâu có chút làm đẹp thì nhiều người ta hai cả nhà mà hôm nay thì chị ngồi xuống đây để nói chuyện rõ hơn. Hôm nay chị ngồi xuống được rồi hả? Dạ nè. Dạ. Là sao hôm nay uống thuốc điều không? Em uống mấy ngày nó thấy có loạn tiền đình, nó làm như nó giảm đó anh. Em cũng uống mấy ngày nay vậy đó. Dạ. Dạ. Quan trọng là chị ngồi được để tiếp chuyện em được không? Với lại để câu chuyện nó đi gọi là rõ ràng hơn. Dạ. Nhiều người nói rằng là chị là mắt xanh nè, mỏ đỏ nè, rồi có không? Đồ đánh kem đánh phấn nữa. Dạ. Anh nhìn nè, mà chân mày em gì ta nói xăm, mà chân mày em quá trời luôn à. Đây cả nhà xem cả nhà. Đây là chỉ là mắt xanh mỏ đỏ nè, rồi đến kem phấn, cả nhà xem kỹ khuôn mặt của chị đây. Rồi nè, móng tay đỏ chót mà có đâu nè, em làm ở nhà không, em không có từng như nè. Dạ. Đây với cái chân tay nè, em nói em gung tay nè, em mở đôi bệnh mà em biết em thiệt gung tay luôn, không ăn gung tay luôn á. Dạ. Nè. Đây cả nhà nhìn kỹ nha, không biết quay sát không. Quay sát không nè, anh nhìn đi, kem phấn em không bao giờ có nè. Đây là khuôn mặt của chị đây. Nè, chân mày đồ nè đó. Mặt trắng bình thường ở nhà và trong mày chị cũng bình thường luôn ở nhà nha. Chị có môi thì đô lên ngày xưa thì cách đây là chị xăm mấy năm rồi? Cũng mấy năm rồi mà còn đỏ đỏ nè, mà lỡ hết trơn rồi nè. Em cũng không biết người ta bình luận sao mà nói em xăm chân mày nè. Rồi mấy bữa đêm em khóc đỏ mặt, người ta nói đến má hồng, rồi mắt xanh, mắt đỏ. Giờ em cũng muốn giải thích, em tức, em khóc sáng nghiêm luôn á. Em hiểu rồi, hôm đó là chị ngắt hai bên nè, con ở đây đi con. Ở đây nữa nè. Ở đây đi. À, hôm trước là chị ngắt hai bên này đúng không? Dạ dạ, rồi đây. Thành ra là ngắt ra nhiều quá, nó thành ra bà con mình nhìn trong đó có tưởng rằng là giống như đang đúng rồi, nặng gió hai bên thì nó làm nó dù cái này nó nổi lên thì cái kia nó đỏ thì kia sẽ trắng ra, nên ta dễ nhìn ra như vậy. Bây giờ em cũng muốn nói với mấy chị á, có thương em á thì giúp đỡ cho con em và đừng có trách em thật sự em không có ăn chơi, em mằn đó mấy tấm hình em gửi cho anh đó, em mằn hồ muốn chết luôn vậy, em mằn nuôi con đàng hoàng chứ không phải dạng ăn chơi, mà mấy chị cũng thông cảm hiểu cho em. Bây giờ cháu hoàn cảnh nguy kịch, mới sáng bị đánh nữa, bây giờ chị có thương á thì mấy chị đừng trách em thật sự không có sửa soạn mà không có ăn chơi như mấy chị nói đâu, mằn đầu tắt mằn tối nuôi con á, cái gì cũng công việc gì cũng mằn hết trơn. Mà em thật sự nè, chị nhìn nè, em không có đi làm tiệm luôn, em chỉ có cái kìm nhà em làm nè, rồi em xin nước sơn người cũ người ta nè, què quẹt đại nó vậy chứ em không có sơn móng sơn gì hết trơn á. Rồi lại mà cái môi em thì trước kia cũng có xăm mà giờ lỡ hết trơn nè, còn chân mày em nè, mặt em nè, em chùi luôn nè, không có miếng kem miếng phấn gì hết trơn nè. Mấy chị nói em xăm môi đỏ má hồng thì thật sự là không có, em khóc sáng đêm luôn. Em tức mà em không có sửa soạn, không có ăn chơi, mấy chị nói vậy tội nghiệp cho em. Mà bây giờ chị ghét em, mấy chị ghét em thì ghét đi, mà nhưng mấy chị giúp đỡ cho cháu đi.
Và Mạnh Thường Quân á, mong Mạnh Thường Quân cho một ít tiền để con cứu cháu về đi, chứ giờ nó bị đánh bị đập tội nghiệp quá trời, còn mấy chị trách em như thế nào cũng được hết trơn á. Chứ em giờ cũng không biết nói làm sao nữa, em cũng muốn làm cái video này làm cho rõ là thật sự á, con người em thật. Chứ mà em cũng quá trời luôn, em không có xăm, không có gì hết trơn, chứ em không có đánh thắng là dạ gì hết trơn, em tự nhiên á. Mà mấy chị nói như vậy thì em cũng khóc sáng đêm luôn, em coi bình luận quá trời, em cũng buồn lắm. Giờ thật sự chị thấy việc thật rồi đó, em không có... Ngày hôm qua em đi ra mà nắng cả buổi trời, cháu đen luôn á. Thiệt sự luôn á. Tại da mình trắng quá đúng dạ, không? Dạ, cái bắt đầu lên cái nó chá, chứ thật sự là em không có kem bắn cho anh nè. Em nói giúp anh luôn nè, em ra mà nắng một buổi trời luôn á. Cái nhà xem video á, xem video hiện tại khuôn mặt của chị cả trắng hơn cả nhà, đúng như giống hôm đêm trước không? Nhiều lúc là ta nói đẹp cũng có tội nữa, da trắng cũng có tội nữa. Ta hình hài, ta được gọi là nhìn hình hài nó không có bằng cùng nghèo thì cũng có tội nữa. Đó là một trong những cái mà nhiều người đang xem bên ngoài theo thôi mà đánh giá thì cũng chưa có đúng. Và hôm nay thực ra ở đây là câu chuyện đây là Trung muốn đến ngay hàng xóm, hôm nay có thêm anh thằng xóm nữa để mình xác rõ câu chuyện ra là hôm nay chuyện như thế nào, và câu chuyện thực sự rằng là con trai của chị có bên Campuchia, đang bên Campuchia và bị như vậy hay không. Đó là cái mình muốn cho cộng đồng mình hiểu rõ hơn rằng là thực sự là nó đúng như vậy hay không, để cho cái đồng tiền Mạnh Quân mình giúp đỡ nó chính xác, nó đúng. Dạ con em hồi sáng nó nhắn tin đó, em cũng gửi cho anh coi, con mới bị đánh thôi nè. Rồi nếu mà làm không đạt là con bị chửi và bị đánh, mới sáng bị đánh xong nữa đó anh. Bây giờ con em nó cũng nguy hiểm quá, đánh hôm rồi cũng nhiều lần lắm rồi. Con cũng xin Mạnh Thường Quân và trong nước ngoài nước, và có thương tình thằng nhỏ thì nên giúp cho một ít tiền cứu cháu về đi. Cháu vừa quá trời nguy hiểm, hôm đó giờ cháu cũng bị đánh nhiều lần rồi, nó cũng bệnh nữa. Rồi bây giờ nếu bán một lần nữa là có thể là bán đi nơi nào mình cũng không biết trước được nữa anh. Tại vì á là đã bán một lần rồi, rồi sợ bán lần nữa không biết qua nước nào nữa, em cũng không biết nữa. Giờ con em quá nguy hiểm rồi. Rồi giờ mấy chị cũng đừng trách em, thật sự em không có ăn chơi chứ, em màng cực khổ lắm, em nuôi con, nuôi cái và những đi màng ăn không chứ cũng không có cái gì mà để sai hết trơn á. Mà sự việc này xảy ra như vậy đó thì em cũng không biết nói làm sao, giờ em cũng nghèo quá, không có khả năng nào cứu cháu về hết trơn. Mong Mạnh Thường Quân và các chị đừng có nói gì mà nào, đừng có nghĩ sai cho em. Thật sự là em không kem, không phấn, không có gì hết trơn á. Em cái công việc gì cũng mặn trơn, chẳng những em đi mặn hồ á, trên núi, trên non, mặn tất cả những chuyện gì có tiện nuôi con em. Nhưng mà sự việc này á thì nó quá đột ngột, mà em nghèo á thì người ta đâu có cho khả năng nào mượn đồng nhỏ đồng lớn nào đâu. Rồi em cũng biết sao, em chỉ cầu cứu cho anh chị và Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em cứu cháu về. Nó bệnh nó cũng khóc lóc, nó nói mẹ ơi con cũng bị đánh hoài, giờ con cũng không biết làm sao nữa, giờ em cũng hết cách này. Mấy chị có thương cháu thì mấy chị giúp đỡ cho em cứu cháu về, em đội ơn em lại mấy chị, đừng có trách móc em nữa. Chị thương cháu thì chị giúp đỡ cho em cứu cháu về đi, chứ giờ em cũng không biết nói làm sao nữa. Chứ người em đúng ra là người thật việc thật, em không có ăn chơi, mà em không có cái gì hết trơn á. Em đi mặn em nói thiệt chứ, ở nhà mà nếu bây giờ con em á nó bị như vậy mà em không có tâm trạng rồi đi mặn, cũng khóc tối ngày, em cũng phải nhặt rìu này nặng ký của 10.000 em cũng phải đem về em gọt, rồi em ngồi em khóc em nhớ con em 1.000 em cũng mặn nữa chứ em có ăn chơi. Em nói thiệt nha, rất nhiều khi cạo lông mặt đó em còn không bao giờ, từ đó giờ mấy chục năm em không bao giờ đi tiệm nữa. Em mua lưỡi bào có 2.000 về em cạo thôi, em tại để tự nhiên chứ em cũng có trang điểm cái gì hết trơn. Mấy chị thương, mấy chị nghĩ lại cho em. Hôm nay chồng chị có hỏi thăm về tình hình con trai chị không? Em có điện hỏi mà ổng ít có điện về. Ổng cũng nói ổng chạy tiền cũng có nữa. Bây giờ em cũng không biết làm sao nữa. Em nói giúp anh đâu nhiều khi chị với nói sao mà không ăn mấy tháng nay sao mà ngồi nói lèo lẻo nổi. Em nói giang từ bữa anh về em ăn con mấy bịch cháo, sáng giờ em chưa ăn gì hết trơn luôn á. Chưa có ăn đó, giờ em nói em ngồi gán ngồi á, không biết sao mà em cũng mới đó uống thuốc của anh tới giờ. Thì em cũng làm như là nó cũng còn chóng mặt mà bớt một chút. Mà em đói vung tay thôi. Tính đại chủ là mấy lần rồi? Bốn lần hay gì á. Bốn lần? Lần năm viên á, ba bốn lần vậy á. Ấy lần mua ba viên.
Ba viên, ba bốn lần rồi. Ba viên. Ồ. Đây nhà chủ. Em uống rồi đó. Chị phải lo bản thân cho chị trước. Bản thân của chị là phải khỏe mạnh, chị có sức khỏe, chị ngồi nói chuyện. Thì đó, bởi vậy em mới gáo như vậy nè, đúng không? Chứ hôm trước về chị ngồi về chị nằm võng không à. Mà giờ em nói tay em run luôn nè, em nói dốc em không ăn, em không còn sức á. Rồi sữa chị uống chưa? Uống. Nhưng mà em nè, em không nói dốc là tại vì em không ăn nhiều ngày đó, em run tay đó, chứ không phải là em cũng gắng cố gắng ngồi để nói chuyện với mấy chị. Chứ thật sự một ngày em ăn chừng một bịch cháo thôi là không ăn nữa đó, có thể em uống nước đá miếng là em cầm kha đó. Nó giờ em nói thiệt cái mấy chị nói xin bả không ăn, bả nói chuyện nhiều. Mà thật sự em không có ăn thiệt. Em có khi một ngày em có một bịch cháo gói thôi à. Mấy chị thương mà mấy chị á xí xá cho em mà thương cháu mà nên giúp đỡ cho cháu về. Cháu cũng bị đánh bị đập quá trời mấy chị ơi. Và con mong Mạnh Thường Quân và trong nước ngoài nước có xem được video này giúp đỡ cho con cứu cháu về đi. Cháu than khóc hoài, nó nói mẹ ơi con Mạnh hết nổi rồi. Con bị đánh, bị đập chỉ mới sáng, bị đánh nữa rồi giờ em nghèo, không có đồng bạc nào trơn. Giờ em chỉ cầu cứu thôi. Mấy chị trách em sao thì trách em, giúp đỡ cho cháu được về đoàn tụ. Chứ nó đánh, nó qua bệnh cũng là coi gần 3 tháng đó anh. 2 tháng mấy, gần 3 tháng rồi đó. Mà nó cũng bị đánh nhiều lần rồi. Chị có biết là chị như vậy nên cộng đồng mạng đã không giúp cho mình một đồng nào không? Thì người ta hiểu lầm em là nào mắt xanh, mắt đỏ, chân mày xăm, kem phấn. Mà thật sự em nói thiệt ngày qua đó, em đi ngoài nắng đó, em không bịt khẩu trang để cho nắng nó vô cái mặt em cho nó sậm cho nó bớt đó. Chứ thật sự em không có trang điểm gì trơn nè. Nè anh nhìn đi nè, con mắt em thì chân mày quá trời, em còn ấy nữa chứ em đâu có xăm đâu. Mắt xanh mắt đỏ vậy em nặng gió bầm cái người ta nói em mắt đỏ mà thật sự đâu có. Anh nhìn ngoài anh thấy em thấy dốc đâu. Nó thuộc nè, em nói dốc đâu. Đúng rồi nhà, mắt chỉ sâu quá nha. Thì mắt thụt vô trơn luôn rồi đó. Và mình thấy là chị ốm rất là rõ luôn. Em lúc con em chưa bị là em 58kg, giờ em cân còn có 51kg rồi, em nói dốc anh đâu. Giờ em cũng biết nói gì mà giờ con em nó cầu cứu hoài, em có đồng bạc nào hết trơn. Em cũng muốn anh chở là anh quay cho em giải thích với mọi người là em thật sự là em không có ăn chơi. Em lo màng đầu tắt mặt tối nuôi con. Và chẳng những không phải nói chứ, đồ em mặc đó, cái có mấy chục ngàn bạc, em có tiền rồi em mua. Chị làm hồ là cách đây bao lâu rồi? Em làm cỡ hơn nửa năm rồi mà. Rồi em mới có về đây à. Lúc mấy tấm hình đó là em ở ngoài Côn Đảo, em đi bằng trên núi á. Em đổ lộ trên núi á. Chị có hình ảnh nào mà chứng minh là mình đã gọi là đã từng làm hồ không chị? Em có ăn cơm ở trên núi đó, em... Ăn cơm trên núi hả? Thì em đi làm hồ rồi em ăn cơm trên núi đó. Nè em cho anh coi nè, đè thì đang tắm đây nè. Đây, em gửi qua cho anh. Hai tấm hình này. Nè, em nè, đó. Em ăn cơm trên núi, em đi bằng hồ nè, rồi đang tắm đây nè. Đúng, đó. Đây là chị chụp bao lâu rồi? Em chụp em lúc ở ngoài mặn cũng 3 tháng nay rồi. Đó. Đây. Đó, em đi mà hồ dày mang sình không là đổ bê tông đó, em nói dốc thôi đâu. Đó. Dạ. Yeah. Em chứ... Là chị có từng đi làm hồ luôn rồi. Ở đây chị có đứa con trai hả? Dạ, mà nó bị bệnh anh. Nó bệnh gì chị? Nó ảnh hưởng phổi, nhỏ lớn giờ nó hổm, nó cũng có ra bằng hồ, nó mà không nổi. Nó mệt nữa. Rồi mình ơn em là lo cho thằng nhỏ này lớp tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền uống. Còn con em sự gì xảy ra vậy đột ngột, em không có đồng bạc nào hết trơn á. Bây giờ lo cho thằng con trai nữa. Dạ thì nó cũng phụ được chút đỉnh thôi anh, chứ nó không có mặn gì được chuyện nào. Con trai là bao nhiêu tuổi vậy chị? Nó 18, 19 rồi đó anh. 18 hả? Dạ. Con học lớp mấy, bây giờ còn học không con? Dạ con nghỉ học gần 7 năm nay rồi. Gần 7 năm nay rồi? Dạ. Con biết con bệnh gì không? Con bị bệnh phổi. Tại con làm việc nặng là con mệt. Con kiểu mà con làm việc nặng con khiêng cả 30kg là con mệt trong người. Con học lớp mấy nghỉ? Con học lớp 6 con nghỉ. Sao con nghỉ vậy? Con không có ham học, nhỏ giờ con không ham học. Rồi con bây giờ không học, giờ không đi làm sao? Không, con đợt trước con có làm bên Long An với Đồng Nai. Giờ con nghe tin anh con bị gì con mới về mẹ con ở.
Cũng về đã lâu chưa? Con về cũng được tháng mấy rồi. Đợt cũng làm bên Long An à, bển cũng làm hồ. Làm hồ với chú con, bển còn ở nhà chú con. Đồ anh con bị bắt như vậy là con biết vì sao bị không? Dạ không biết. Sao vậy con? Dạ bị ta lừa. Con tại con vô được Facebook của anh, con có tất cả cái ghi âm mà ta lừa từng ly từng tí luôn. Ta lừa là ta lừa như thế nào con kể sơ được không? Con cũng rõ mà con nghe được có vài câu à. Cái anh đó anh nói là em đánh phần ở trên máy tính á, em đánh phần kiểu mà bấm máy tính nhanh á, rồi bấm được cái rồi nói anh giờ anh chuẩn bị đi xe xuống rước hai bạn nữ kia rồi. Con chỉ nghe được tới là qua ngày sau là anh con mất liên lạc với anh con cỡ 5-10 ngày luôn. 5-10 ngày con nhắn tin con hỏi mấy thằng mà thằng anh con chơi chung á, là mấy anh nó nói rằng anh mày bên Cam á, cái con mới giật mình, con gọi cho mẹ con. Cái mấy ngày sau con lạc nó nói lúc đầu làm cũng ổn, từ từ cái con nghe nó biểu ánh, rồi con thấy tình trạng nguy hiểm á, con kêu điện kêu mẹ con cha con về coi lo cho anh hai con đi. Con chỉ biết tới đó rồi. Cái ạc Facebook bây giờ còn truy cập không? Truy cập mà để mà con xem lại đoạn ghi âm á. Dạ con còn đang nhập được. Đang nhập được hả? Dạ. Đâu con lấy cho chú xem coi. Dạ. Lấy cho xem để cái đoạn ghi âm mà đã dẫn dụ mà anh nó con mà đi á. Kêu cho mấy cái người nó nói đó con. Nói là hẹn anh hai đó. Nói giờ việc như vậy đó. Giờ gia đình em khổ lắm. Bây giờ anh thấy không cũng đi mà muốn tha vuông nuôi con. Mấy chị nói em ăn chơi. Nhìn em không thật. Rồi không giúp em vì tội nghiệp cháu đó mấy chị ơi. Thật sự ở nhà em nghèo, em đi mằng lo cho con từ chút đi chứ em không có ăn chơi với mấy chị nghỉ đâu. Em không bao giờ mà trang điểm như mấy chị nói đâu. Em cái gì hôm hổm á em khóc đỏ mặt á, cái ngày qua em cũng buồn, em khóc sáng đêm rồi cái em nghe bình luận của mấy chị đó. Em cũng buồn lắm, em khóc em không biết nó làm gì. Rồi em đi nắng em không bịt khẩu trang, em để cho đen nó sậm lên bớt. Để mấy chị nói em đánh thắng ta kem, thật sự không có gì mấy chị ơi. Chị thương cháu, giúp cho cháu về, giúp em lại, chị cảm ơn. Qua đây. Là đâu, bắt đầu từ đâu? Con không biết bắt đầu từ đâu mà con nhớ là từ em à. Ý là tốc độ bàn phím của em, tốc độ đánh máy tính của em khoảng bao nhiêu từ một phút em biết không? Em có biết nhắn tin có dấu không em? Bây giờ em đang ngồi trên PC á, có gì em vô gọi em kiếm giùm anh á. À, tập đánh dấu, đánh máy tính bỏ dấu giùm anh nha. Rồi học trên đó giùm anh, tại bên này qua người ta cần em biết đánh bỏ dấu một tí thôi. Có dù chậm nhưng mà chẳng được, ok. Thì giờ học dấu nhanh lắm, chút xíu anh em biết rồi, nhưng mà chữ vậy. Học cái rồi khi nào mà đánh được á, rồi cái gì nhắn tin anh để anh đặt xe cho em. Tại vì em bây giờ đang còn ngoài thằng nét, nét chưa về nên bỏ một tí thời gian học khoảng tầm 50 phút đi. Cho biết mặt chữ đi, có gì nói anh. Em tính khi nào em đi cho anh biết, đặng anh chuẩn bị xe cho em. Sớm hơn được không em? Tại vì giờ anh có xe, chuyến xe chuẩn bị tí rước hai em kia luôn á. Có gì sẵn tiện là được em. Con nghe ghi âm nè, nó rước hai bằng nữ mà. Ý là em đi bây giờ luôn được không? Mà tầm một tí nữa 4 giờ á, là có chuyến xe đón hai bạn nữ kia kìa. Sẵn anh tiện anh cho đón em luôn. Thế bây giờ em vô chị của anh Sơn đi, rồi lấy điện thoại á, kêu chị Sơn lại nhắn tin cho anh. Nhắn tin qua cho anh, rồi anh chuẩn bị xe cho em đi. Kỹ là anh nói nè, khi mà đến công ty á, người ta có hỏi em á, sao mà biết qua đây làm, thì bảo là em tìm công việc này trên mạng. Thế à, có quen biết ai bên này không? Thì bảo là không, em tìm trên mạng này em đi làm thôi, chứ không quen biết ai bên này đó. Thì khi mà em nói em quen biết ai bên này á, thì người ta sẽ không nhận em, thì vô sợ kéo bè kéo phái hút ma túy đập bàn bập bè rồi đánh nhau rồi gây gỗ rồi á, người ta sợ người ta không nhận đâu. Nói như vậy á thì người ta mới biết là không quen ai bên này, người ta mới dám nhận. Để vô á, mình có gì mình tự tìm hiểu sao. Bây giờ
với nói gì anh bạn bè là quen biết gì của này á là chết á. Cái giọng này là không phải là Sơn, tại vì Sơn phối hợp với anh này để lừa anh em qua thì cỡ con không biết bao nhiêu ngày đó là thằng bạn của anh con qua là bị dính bển luôn, là cộng ở bển bị hai thằng, thằng anh con với thằng bạn của anh con. Thằng này nó phối hợp với thằng này bên Cam á, nó lừa anh con qua. Là thằng Sơn này là quen với lại anh của con hay sao? Dạ quen cũng lâu rồi, quen cũng 4-5 năm rồi. À bán chung mỹ phẩm. Vậy là chỗ thằng Sơn khi nó đã bị lừa trước. Thằng này được công ty đưa qua Campuchia rồi nó phối hợp với người bển lừa bên này qua bển. Thả lừa ngay thằng anh con với ông anh con là cái thằng mà bạn của anh con á, qua bển hai thằng luôn. Để coi cái đoạn ghi âm như của anh của con nó lại. Tự nhiên anh không phải à, này của con ghi âm qua. Ai vậy? À con như con nói chuyện phải không? Như là nó làm bên đây chứ đâu hả? Ý là con vừa biết anh con ở bển á, con ghi âm con nó này. À. Kiểu mà con tức á, con chửi nó. Xong rồi nó không có trả lời gì hết trơn á. Nó nói vài câu mà. Người ta nghe luôn đi, con chửi cái thằng mà lừa anh con á. Biện bắt con chửi. Rồi nó ghi âm con vậy nè. Không làm bên đây thì hết năm thì coi về đâu bên đây cũng sung sướng với khỏe, không có chuyện gì đâu. Mới qua đâu. Tức là anh của con nói như vậy. Dạ. Là bên đây làm sung sướng khỏe thôi đúng dạ. Không lúc đầu mới qua nói gì á, còn chuyện sau này nói về cũng nó bị quánh đập quá trời bển luôn, bị nhốt xuống hầm nữa. À rồi cái ghi âm từ trên xuống dưới hồi nãy là con cho nghe tới là hết rồi, còn mấy cái này ở dưới là con nhắn tin. Con nói sau anh lừa anh em qua bển á, kiểu mà con cũng có tức, con bức xúc, con chửi mấy câu hơi nặng á. Cái nó không có để ý, nó kiểu mà nó không có ghép lại tin nhắn con luôn. Cái con nghĩ con gì ạt con. Cái ạt này ạt anh con hát vô. Con hát con mới vô được. Con chỉ biết đến đây thôi à. Là ví dụ này không biết là bị dụ qua Campuchia hay là bị trấn áp qua Campuchia. Đúng không? Dạ. Tại vì trấn áp thì là khác, còn bị dụ là khác. Bị dụ là bà con khó chấp nhận nó lắm. Giống như bị dụ qua bên đó, không biết đã qua Campuchia là bị dụ rồi mà còn qua nữa. Còn cái tin nhắn đó, mình ta ép nó. Lúc đi là nó nói với mẹ là tới một bài là nói con biết người ta dụ sao con không nhảy xuống, nếu con nhảy xuống không được. Cái đó là nghe cái tin nhắn người ta trắng áp đó. À. Chứ không phải đơn giản đâu. Bắt buộc cái anh hai mày nói như vậy đó. Chắc là nói như vậy cho yên tâm đúng không? Dạ đúng rồi, đặng mới trắng áp lừa bạn thêm qua đó. À, tao làm đây ok lắm, tốt lắm. Xong thì mới dụ được những thằng bạn khác qua nữa. Mày thấy nó nói chuyện có rõ ràng đâu. Thêm đi em đổ là ở bệnh bị trắng áp đó. Cho nên để lừa thêm bà, thêm người. Dạ. Đó là... Mà của bệnh làm chung sức. Bây giờ nó hồi sáng nó cũng nhắn tin nó con mới bị đánh xong rồi mẹ, rồi giờ tiền chuộc nó có nói tiền chuộc gì không? Có anh ơi, hỏi rồi vụ qua luôn mà. À hai thằng chơi chung bển mấy năm còn đang cũng đang bị kẹt vào nó luôn. Dạ anh cũng nói là nó bị lừa qua sao cả nhà đã, bạn đang bị kẹt cũng luôn, đang bị đánh luôn đó. Nó bị đánh luôn hả? Nó bị quánh mình bây giờ khác công ty đó, con nhắn về đó 200 triệu. Đó. Làm không được nó bán. Đó, nó mới nhắn hồi đêm qua vậy em nói đó, rồi xuống đây là nhắn hồi sáng. Cái đó em nhắn với nó. 20 triệu là bên đó đưa ra hay sao? Nó hỏi tổ trưởng đó rồi. Hỏi rồi. Dạ nó anh kéo dài lên. Đó, em nhắn với nó vậy rồi nó em phi nó đừng con đừng có suy nghĩ tầm bậy bạ đi, từ từ mẹ tìm tiền mẹ cứu con cho nó yên tâm đó. Rồi sáng này nó bị đánh nè, em gửi cho anh nè. Mới bị đánh xong đó. Giờ nó nói con cũng không biết làm gì nữa, nếu làm không đạt hàng nó bán nữa đó. Giờ đang căng rồi, sáng mới bị đánh xong, làm không được, không có khách là bị chửi bị đánh. Giờ không biết sao nữa, mệt mỏi quá. Giờ em không biết sao nữa, giờ
tiền thì không có, mà con em nó vậy bây giờ. Em chỉ mong cộng đồng thương cho cháu, giúp cho cháu được về. Con sợ lâu ngày cháu sẽ bị bán và những bị đánh nó chịu không nổi. Bây giờ nó đã bị đánh nhiều lần rồi. Giờ em cũng không có tiền, nghèo khổ quá trời. Cũng mong cộng đồng và giúp đỡ cho cháu được về. Giờ em cũng biết nói gì hơn nữa. Chỉ năn nỉ với gian giấy mọi người giúp đỡ một người một ít cho cháu được đi về thôi. Chứ thật sự còn suy đoán về em là em bình thường, em không có ăn chơi, không có gì hết trơn. Em đi mặn cực khổ lắm. Chứ không phải là em như mọi người nói mà em sơn móng tay lè lẹt đâu, không có đâu nè. Em chỉ là cây kìm nhà em mặn, em cắt cho nó ấy thôi. Chứ em không có sơn đỏ chạch, đỏ chót gì hết trơn á. Giờ cả năm em chưa có làm móng một lần nữa mà cây em thắng thì em cũng có xài đâu. À, thưa cả nhà, cái câu chuyện này Trung đến ra để cho cả nhà xem kỹ lại. Từ cái đây thì chị không dùng kem phấn gì hết ở nhà, cũng không chân mày hết. Rồi cái môi thì cũng mấy năm trước thì phụ nữ thì cũng làm cho nó vậy thôi. Nhưng mà câu chuyện đây thì mình đừng nên lấy cái đó để đánh giá rằng là bây giờ người ta không có khổ. Rằng có nhiều người họ đang giàu có, họ đang có cơ ngơi bạc tỷ, nhưng tới bây giờ họ cơ hàng không có miếng ăn luôn ở nhà. Cũng rất là nhiều người đang như vậy á. Cái nhà thử tìm hiểu xem đi, xung quanh cả nhà đi, có rất là nhiều người như vậy luôn. Ăn mặc rất là sang trọng, cũng ăn mặc cũng sạch sẽ, đẹp đẽ và tướng tá sang, nhưng mà lại không có tiền. Và cũng đã phải vay mượn rồi nợ nần rồi giang hồ kéo đến nữa. Nhiều lắm đó nhà ơi. Cho nên chúng ta mà nếu mà nhìn bên ngoài mà đánh giá và qua một người khác thì đó là cái chưa có đúng lắm. Nên ở trên này, phương tiện này Trung cũng xin đính chính lại cho cả nhà và tới đây làm rõ về cái sự việc mà khi cả nhà đánh giá bên ngoài như vậy. Và có một điều đặc biệt nữa, hôm nay Trung đến đây để mà đánh giá thêm về cái độ chân thực mà về con trai của chị có phải thực sự là đang bị bắt bên đó không. Thì đây đâu đó là Trung cũng là 90%, hơn 90% là khả năng là chính xác là đang ở bên đó cả nhà. Tất cả những gì mà số liệu dữ liệu mà Trung gửi đến là video chân thực để cả nhà nắm rõ. Dạ, với thưa chị nữa là cái một cái nữa là em cập nhật mà cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi á, có thể nói là cũng không được nhiều, nhưng mà thật sự cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân mình đã có những cái chia sẻ đóng góp. Trung xin phép đọc cái số tiền mà Mạnh Thường Quân mình đã đóng góp. Dạ, chỗ Đặng Việt Hùng đóng góp 1 triệu. Phụ kiện kính Bảo Thành đóng góp 1 triệu. Với Mạnh Thường Quân không có tên ở quận 4 đóng góp 20 triệu. Tổng số tiền là 22 triệu. Thì Trung nữa 20 nữa là 40, 42. Với chị hiện tại cho là 40 nữa đi, nghĩa là 82 triệu. Mà so tiền 20 triệu còn thiếu chừng 120 triệu nữa. Và số tiền còn khá lớn đó nha. Nên hôm nay Trung cũng đến đây cũng quay cái video này để cho cả nhà mình nắm được là tình hình tại sao. Cũng có một Mạnh Thường Quân nói là hỗ trợ sẽ hỗ trợ 5 triệu, khi nào cần thiết thì cứ liên hệ lại. Đấy. Dạ, em xin cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã giúp cho em được số tiền như vậy. Mà bây giờ là số tiền con em nó nhắn về là 200 triệu. Mà bây giờ em được có bao nhiêu em cũng không có chịu con em được. Em mong Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em đủ chuộc con em về. Em giờ em không biết nói gì hơn, chứ giờ mẹ con em nghèo lắm. Giờ em bây giờ con vẫn bị đánh bị đập, mà giờ em ở đây khóc hàng đêm hàng ngày. Giờ em không bằng gì nổi hết trơn á, mà giờ tiền thì không có đủ chuộc cháu. Giờ mà anh chị và cô bác có thương tình giúp cho em một ít tiền em đủ chuộc cháu về, cháu ngày nào cũng cầu cứu hết trơn. Em giờ em cũng không biết nói gì hơn. Thật sự mấy chị giờ nhận xét em đi, em không phải là ăn chơi gì hết trơn. Em là mẹ mà nuôi con từ nhỏ tới lớn, em tự mằn em nuôi không à. Em cũng cực khổ lắm, chứ không phải em đua đòi mà em ăn chơi chung diện đâu. Thật sự ngày hôm qua là em còn đi muốn đi phơi nắng đừng cho nó sậm da lại, mấy chị nói là em khỏi sửa sạn. Tại vì cái mặt em á, thật sự là em không có sửa sạn, không trang điểm, không gì hết trơn á. Em khóc á, rồi em nặng gió nè, nó đỏ mặt, đỏ con mắt nè. Mấy chị nói em đánh má hồng và mắt xanh mắt đỏ, thật sự em không có. Mấy chị nghĩ lại mà thương em, rồi giúp cho cháu được một ít tiền này, em cứu cho cháu về. Cháu bị đánh quá nhiều rồi, bằng cộng đồng giúp đỡ cho con, đừng con cứu con trai về. Con vẫn biết nói lời nào để cảm ơn. Tổng số tiền hiện tại là 82 triệu.
À, còn lại là 120 triệu thì chị coi thử nói nó năn nỉ xuống giảm được không chị? Nói về tiền không có. Anh Hồ, em nói với con rồi, nó nói mẹ ơi người ta không có nói mà trả giá hả, nói gì hết trơn. Nếu con hỏi nữa người ta giận, người ta quạo, người ta đánh con. Bên đây không có lý do mà để phân minh đâu mẹ. Nó nói con hỏi là mẹ kêu lâu ngày mà con không dám hỏi luôn. Tới con hỏi là cái giá đó là con im luôn á. Rồi em cũng không biết sao con không nói vậy. Nếu em ép nó nữa thì nó có chuyện gì em cũng không biết nữa. Giờ em chỉ xin Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em đủ số tiền chỗ con em về thôi. Em năn nỉ em lại lục dần mọi người giúp cho con em được về thôi. Còn chê trách em sao thì em cũng chấp nhận hết trơn á. Giờ em cũng nghèo em cũng không biết làm sao nữa. Mấy chị nhận xét lại mấy chị thương cho cháu đi. Chứ giờ mấy chị không thương em cũng được nữa, mà mấy chị thương cháu đi. Cứu cháu về là em mãn nguyện rồi. Em giờ mới biết là con chị thật rất ngoan hiền. Nó hiền lắm anh. Nó cò gạo lắm, nó không có mà lanh lợi người ta. Không có chửi đụng mẹ. Ủa chị gặp lần nào chưa? Dạ gặp, em cũng ở gần làm cũng chung trả từ hồi đó giờ mà anh. Chị em cũng nghèo khổ cũng ở cùng quê mà. Đi làm cũng nhiều khi có công chuyện làm cũng đi cùng nhau vậy đó. Quê chị ở đâu? Quê em ở Kiên Giang đó anh. Ở huyện nào chị? Dạ em ở huyện Châu Thành luôn, trong Minh Lương á. Rồi giờ nói nào ngay đi, thằng lớn nó hiền lắm, nó khù khò lắm, nó hơn 20 tuổi chứ nó không phải như thanh niên người ta đâu. Thanh niên chưa bao giờ được ba bộ đồ mới, nó không biết xe xui gì hết trơn, mẹ mua gì mặc cái đó không có đòi hỏi gì. Như con người ta mà ăn nhậu không biết ăn nhậu gì hết trơn anh ơi. Chỉ có đi làm rồi với lại đi ra ngoài thì nó hơi khờ chút gì đó. Rồi bị người ta kêu ừ đi làm chỗ này ngon ngon rồi đi theo vậy thôi, chứ thằng nó không có như người ta mà tối ngày mà đi ăn đi nhậu đi này nọ cà phê cà pháo đâu. Nó khờ khờ tội nghiệp lắm, nói chuyện lễ phép đó. Nói dạ. Là nó dạ không, anh thấy tin nhắn nó dạ 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 không luôn vậy. Dạ thấy không bao đời mà đủ ngoan. Mẹ đủ má hả là không bao giờ gì, ai nói là cười cười vậy. Chơi với bạn bè ông vậy nói á, cô ơi anh Duy hiền quá, anh Duy không ai nói anh Duy không bao giờ chữ đủ mẹ đủ má một tiếng nữa. Nó hiền dữ lắm luôn anh. Nói chuyện với em là toàn là dạ dạ, anh thấy không, dạ một dọc luôn vậy. Ở dưới đó chị gần là dưới nhà chị không, ở Châu Thành á? Dạ cũng gần đó anh. Chị cũng ở Châu Thành luôn hả? Gốc Châu Thành luôn hả chị? Phải gốc Châu Thành không? Chung hỏi cái lời. Hỏi mày thôi. Hỏi em hả? Hỏi chị á. Không, ngày xưa là cha mẹ dẫn đi ra đảo ở đảo Hòn Sơn á. Ừ. Rồi ra năm 91, rồi lúc mẹ mới bệnh ung thư á, rồi đi về trong này mà cũng có đất vườn với chứ anh. Chỉ là xin che ở dưới sông của người ta đó. Rồi thấy mẹ chết rồi cái mấy em cứ già già vô đây mận luôn. Anh biết sao mà em gần gia đình chị không? Tại vì vợ chồng em cũng ở dưới quê đó, đi làm ngay đó. Rồi với lại mẹ con của chị cũng như vậy đó. Rồi em đi đâu có công chuyện làm, em cũng đủ keo đi theo làm vậy đó. Chị cũng đi theo làm. À cũng hay, cũng chị em cũng hay thường hay chung dạ, đi theo làm. Cũng vậy em mới biết chứ. Đã mà... từng đi làm chung ở đâu chị? Dạ được rồi, em cũng có ra công đảo làm, chị cũng có hỏi ra ngoài làm. Ra công đảo luôn hả? Dạ, ra ngoài làm hồ của anh. Chị làm hồ luôn hả? Có anh, lúc đó em ở nhà rồi chăm nhóc rồi chỉ đi làm hồ, có thằng này đi theo làm nữa nè. Chị đi có chồng chị không là chị? Có, hai chồng em với thằng con lớn em. Con lớn nữa. Con lớn em thấy có đứa bé nào nữa. Thằng Út em á. Út hả? Dạ. Rồi dẫn gia đình đi làm hồ. Cả gia đình em đi ra ngoài làm luôn, nói chung ra em cũng bồng bềnh lắm. Như mình đi còn khỏe anh, đi làm chỗ nào được là làm, mà khi làm mình ổn định rồi không muốn làm nữa thì mình về quê thôi, chứ giờ em cũng bay nhảy dữ lắm. Rồi chị cũng lúc em đi làm Đồng Nai rồi công ty thất nghiệp rồi bị mà hạn chế mấy năm nay rồi chị cũng nghỉ rồi em ra công đảo làm, em cũng rủ chị đi theo vậy đó. Rồi ra ngoài mẹ con ngoài công đảo nó là ngay cũng khó sống lắm. Chị tên gì chị? Dạ em tên Sang. Chị Sang hả? Dạ. Chị Kiều có cũng là hai đi chung chứ chị Sang làm việc đó chị? Dạ thì đó, nói ngay đi đâu có công việc gì nó cũng rủ đi hết trơn á. Mà em ra ngoài em mới đủ làm đó, em làm hồ cũng mà. Nó ngày mới ra cực khổ lắm, em lên núi làm đá nữa. Em làm đá mà đá bự gì rồi ginh ha, cái dốc cao vậy nè. Cái em bưng một cái thùng bê á là đi lên dốc cái nhét lỗ á. Em cũng làm cực lắm nói chung. Trời tướng thái vậy mà có thể là làm được bưng bê luôn. Rồi nè sắt cây xà gồ đồ đó, chổi đang đóng cốt pha đó. Em đóng cốt pha rồi em vác sắt nè, rồi em vác cây, vác đồ, tất cả nói chung mạng nặng của đàn ông gì là em mang được hết luôn á. Màn nặng nhiều hay lắm á, nhiều lắm đó. Rồi chị em cộng đồng trên mạng rồi dòm sơn nha, biết giữ làm chỉ như cái như người mà không phải là dân lao động á. Chứ chị trước giờ là chỉ dân lao động đó. Cái chuyện của đàn ông làm là em làm được hết à, em làm không à. Dạ.
ở đây như vậy nè, mấy năm trước như vậy nè, ta muốn rồi, anh biết hả, ra ngoài ngoại đó em làm hồ rồi, bằng đêm em đi bắt ốc ở trên núi, em đi lấy đệm soi bắt ốc trên núi, sáng đi xuống bán nữa, nửa đêm đi trên núi ngủ chừng 10 người vậy đó, lên núi bắt ốc á, bằng đêm á bắt tới 1-12 giờ về, cái nó ngay hai bữa bán được 200 mấy à đó. Em cái gì muốn làm chứ ra tiền, nhiều khi em thắt sỏi em đi bẻ rau trên núi đem ra chợ bán rồi đó, đủ thứ chứ, rồi bằng đêm đi biển bắt cúm rồi kéo tép, sáng đi chợ bán, đi biển luôn hả, đi biển luôn nữa, đêm đi biển kéo tép rồi đi soi tép rồi luôn, cái gì em cũng làm hết trơn á, em nói thật á. Nửa đêm đi ngoài kiếm đồ gì bán. Rồi mình lấy cái xịt gì nè, ra ngoài mình đẩy. Ê, vợ chồng em cũng đi đẩy nè. Đẩy luôn đẩy. Dạ, xin. Đẩy mình về bên đi sáng mình đem ra chợ mình bán. Trời ơi, em làm đủ thứ chưa? Nói chung ra thì ở ngoài có phương tiện thì mặn ra tiền mình mặn thôi. Chứ chỉ không phải là cái mà dạng mà ăn chơi xô khắm gì như chị em nghĩ đâu. Có đâu từ nghiệp cho chị. Em khóc luôn, mấy đêm qua em khóc luôn á. Đi mà dạ ngồi với mấy chị nhỉ đâu. Dạ. Thì em còn hình đó, người ta nói em là không có làm hồ nữa, anh đang tấm hình làm hồ cho mọi người coi đi, sự thật đi chứ. Thật sự là lúc đó em màng gọi về chưa đâu có về phòng đâu, là đem cơm lên trên núi ngồi á, nghỉ mệt chút rồi làm nữa, đổ lộ đường rồi đó. Mình ôn em hả? Cào bê tông, cán lộ, ghim đá, cái gì em cũng làm được hết trơn á. Câu chuyện này thực tế Trung tới đây để ghi hình để cho bà con mình xem và cảm nhận và đánh giá về cái chỗ chị Kiều, về cái cuộc sống của chị và đứa con trai của chị đang bị gọi là giam ở Campuchia. Thì từ cả nhà xem xét ở nhà nha. Bây giờ cũng rất là nhiều trường hợp như vậy luôn ở nhà. Có người thì có đủ tiền chuộc về, tuy nhiên ở đây thì chị cũng giống như một người mẹ đơn thân và cũng ráng chạy chọt, thậm chí là cuộc sống của mình cũng không đủ no thì sao mà có thể là cứu được số tiền lớn như vậy để mà cứu con trai chị. Bởi vì em ở nhà trọ nghèo khổ, bất tử ập tới như vậy em cũng không biết làm sao hết trơn. Em chỉ bây giờ nhờ mạng cộng đồng yêu thương con em á thì giúp con em được về thôi, chứ giờ em cũng không biết cầu cứu như thế nào nữa, giờ em cũng không biết nói làm sao nữa. Thật sự em cũng nghèo khổ, không có nghề ngỏng gì trơn á, đi mằng tất cả những cái chuyện gì ai mướn đồng nhỏ đồng lớn em cũng mằng, em nuôi con em. Nhưng mà mấy chị hiểu lầm cái clip kia khuya em á, thì em cũng không biết làm gì nữa, em chỉ khóc thôi. Rồi em nói với anh vậy đó, em cầu mong để giải thích cho mấy chị hiểu và thương cháu, đừng giúp cháu được về, chứ cháu bị đánh hoài em cũng chỉ khóc thôi, em không biết làm gì hết trơn á. Cái sữa hạt gì còn không? Dạ còn, nhưng mà mấy bữa trước anh thấy em chóng mặt mà em uống mấy ngày nay. Mà em cũng ngồi nói chuyện nổi, chắc em uống cái này nó chịu quá vậy á. Nhưng mà chị chưa uống sữa hạt hả? Ý là chưa uống, em mới khui em tính uống ra mà anh lại dạ. Đó em khui ra rồi đó. Khui rồi mà chưa uống hả? Nhưng mà em tính uống mà em chưa kịp uống nữa. Tại vì em uống thuốc này em không dám uống nó vô. À dạ. Đây nè. Uống đi chị nha, nói dạ. Chị đưa con trai chị uống luôn đi. Dạ. Mà hỏi em, anh thấy không, em ngồi không nổi luôn á. Ừ. Em uống mấy ngày nay làm như nó chịu, cái đầu của em nó biết rằng em còn đói. Em đói em gung tay nha, em say sẩm thiệt. Nhưng mà làm như nó bớt chóng mặt á. Ừ. Đó chị chưa uống nhiều á, chứ chị uống đều đặn. Hôm nay chị uống tính 4 lần rồi, có 2 ngày. Chắc chịu hay vậy anh, hai còn chịu uống lần 2 lần nó chịu à. Chứ chị uống mà đều đặn ra là ok đấy. Thì để em uống hết hộp này coi như thế nào. Lấy mật ong á, chị dạ. Rót cho nước ấm, âm bùm bơm cho á, chị dạ. Rót nước ấm. Rồi chị uống với mấy viên thuốc này vô. Mà anh thấy con hổm em nằm la liệt, em ngồi chút xíu là nó say sẩm, em không thèm, không thấy thường á. Mà dạ. Chắc giờ em còn mệt là em ít cái ăn. Cái rối loạn tiền đình uống có hiệu quả lắm. Dạ, chắc vậy á. Dạ. Ừ. Để em biết cái bệnh đó chị uống là sẽ ok, thành ra em mới. Thì bởi vậy em muốn cái em mới ngồi đây no giải thích với mấy chị nổi nè. Chứ giờ ngày qua kia là em nói em mấy chị nói xong em nằm võng. Thật sự chị mấy chị nhìn ở trên mạng rồi mấy chị không có hiểu, mấy chị trách em. Chứ em ngồi cái là em là con mắt gì nè. Em có đi đường em phải nằm xuống. Đó mà giờ em cũng lấy thuốc anh Trung uống mấy ngày nay rồi tự nhiên bây giờ anh cũng loại bất tử á. Anh lại bất tử rồi, giờ em ngồi nổi đó, chứ em cũng không biết sao á.
Em qua bất tử là vì em muốn thực tế. Thì đó anh lại bất tử nè chuyện. Đúng không? À, hiện tại chị đang làm gì ở đây, chị như thế nào? Em cũng chia sẻ rất là thật. Nếu thực tập xấu thì nó xấu, tốt nó tốt. Để có sao nó vậy, để cho bà con mình, cộng đồng mình hiểu rõ câu chuyện mình muốn đưa ra. Đấy, em cũng qua xác nhận hàng xóm để coi thằng xóm nói gì về chỗ chị, hiểu gì về chỗ chị ở đây. Tụi chị bắt đèn lên cả đêm này là sao? Thì em ngồi, em nhiều khi em ngồi cái em mằn cái này nè, rồi cái em khóc, em đâu có ngủ đâu. Có xe giấc sáng cỡ 5 giờ, 5-6 giờ, cái em ngủ tới 8-9 giờ, tại vì thức sáng đêm á. Đó, vậy thôi. Giờ anh lại bắt tử em cũng hay đó, nhỏ nói mẹ ơi chú lại, em mới hay á. Chứ em đâu có... Dạ, video em là vậy chị, em quay là vậy để cho bà dạ, con... Dạ, thì bởi vì anh lại bất ngờ luôn. Nắm được em cái cũng... tình hình nó hiện tại đúng ra thực tế là như vậy. Em cũng mới tắm ra, em cũng không biết anh lại nữa. Đó là thật sự như vậy, mấy chị thương em và giúp cho cháu. Chứ thật sự là mấy chị thấy không nè, em không nói dốc đâu. Ngày bữa trước em buồn quá, em khóc cả đêm. Cái em đi á, đi tiệm một buổi, hai buổi, em đưa cái mặt em ra nắng nè. Em không có chùm gì trơn, ý là nó cho sậm lại cho mấy chị nói là em không có đánh thắng. Thật sự thôi là em không có tha kem nè. Dạ chân mày nè, con mất nè. Không có cái gì hết trơn á. Anh thấy đêm hôm em khóc luôn, tới sáng đêm luôn, tới 1-2 giờ luôn á. Ta chửi quá trời. Có thương tình, có giúp đỡ cho cứu được. Em lo em sợ lắm. Em sợ mọi người không giúp đỡ cho cháu, rồi em sợ lắm. Em điện cho anh, em nói với anh là ta chửi em quá trời luôn. Mà thật sự là em không có như vậy. Thật sự là mấy tháng nay á, em không có ăn thiệt luôn á. Không ăn là không ăn như vậy nè. Một ngày á, em ăn một gói cháo gói, thôi là em uống nước em cầm đỡ thôi. Mà lúc em đi bằng hồ là em 58kg mấy luôn. Từ con em giờ mà em căng, em qua kia em còn có 51kg. Thì anh biết em ốm cỡ nào là em không ăn là như vậy. Cũng là lâu lâu ăn một bịch cháo bịch với uống nước đá. Chứ là em không có nấu cơm ngon kìa. Em không còn hột gạo nữa, em nói giống anh đâu. Em có mua gạo, không có nấu cơm gì ăn hết trơn. Rồi mua mì cho nhỏ nó ăn không à. Em mua cháo gói về em ăn. Đó là em không ăn là như vậy đó. Chứ không phải là nói chung 1-2 tháng nay không ăn là không ăn. Đó, mấy chị hiểu lầm em. Bây giờ chị cũng nên ăn miếng nha, để uống thuốc vô. Chị mới khỏe mạnh mới được, mới có được cái sức khỏe mà tỉnh táo mà dạ. Lo cho con với chị. Mà bây giờ thì em cung tay là em đói thì em biết. Chứ giờ chóng mặt á, thì em cũng làm như nó giảm đó anh. Dạ. Mà em cố gắng uống thuốc của anh vô cho bớt có loạn tiền đình. Tổng kết số tiền là 82 triệu là lúc hiện tại. Thì hy vọng rằng là có được mạnh quân mình bây hỗ trợ cũng thiếu 120 cũng khá lớn đó nha. Em nói với anh thì nè, em ở nhà trọ em có mấy chục triệu, em không có đi đâu dám đi hết trơn. Giờ có mấy chục triệu đó, anh có chùm em không dám đi đâu, em sợ mắc có gì là em chết luôn. Em tính gửi anh một bữa hổm em quên. Em nhà trọ nè, em sợ mắc. Không phải nói người ta mà lỡ mình xui á. Bữa đó em quên, em nhắn tin với trời chết rồi em quên gửi cho anh giữ cho em đi đặng móc chuột con em chứ giờ em giữ cũng đâu có làm gì đâu. Bây giờ tết nhất nữa đó anh. Rồi cho em vậy đó. Lỡ em đi luôn là sao? Mà nãy cất đâu quên mất tiêu rồi ta. Nãy tiền cất ở đâu quên mất tiêu rồi. Để em kiếm coi. Em bỏ tùm lum. Đây nè, em còn nhét túi nè. Em sợ mắt. Chị lấy ở đây chị. Gửi cho anh Trung giữ giùm đi chứ ở nhà trọ này. Em sợ mắt rồi cái chết luôn á, em tự giận luôn á. Nè. Nó em đi đâu bỏ túi. Hôm nay là còn bao nhiêu? Thì 42 triệu em có dám ăn đâu. Gạo qua nhà hết trơn, gạo hết đường sao không? Không dám ăn đâu. Dám đi mua nữa, chỉ như chị tao đó không dám quá Em cắt điện lấy 100-200 ngàn để em rồi, xài. Cắt điện lấy. Rồi em đâu có dám ăn đâu. Anh kia em lấy ăn em cũng đâu dám đâu. Xé bọc đi anh. Em sợ ăn mẹ cái tiền không có chuột con. Em không dám mua gì hết trơn á. Rồi không có tiền sao mà ăn. Hết gạo rồi kìa, em cũng không dám mua nữa. Thôi để dành chuột con đi. Sắp này là... Cái đó 2 triệu lẻ đó anh. Bây giờ này chị cầm 2 triệu đi. Chị dùng gia đình đi. Cái này em lo. Đúng không? Mấy ngày kia không dám mua gạo không? Không có cái này em lo, chị cầm đi. Cầm đi. Anh Trung lo thì cầm đỡ anh Trung ơi. Đây em lo.
Dạ. Coi như 42 triệu nên em lên giữ 42 triệu. Chứ em không có dám ăn, em sợ dạ. hết tiền cái nhà cho con. Ở trọ cả nhà khi trên trung lên đô lỡ như cái dạ, người ta biết được cái nhà của chị chứ đang giữ số tiền lớn á. Đôi lúc rồi đang giống như lúc nãy cửa lúc nãy chị cầm bỏ vô thuốc mê đó rồi chỉ nằm rồi là ta vô ta lấy thì cũng khổ. Nên Trung dạ. sẽ xin phép giữ số tiền này. Có sợ em đi luôn không? Trời ơi, anh cho em còn hết nữa ở đó. Em chỉ sợ mắt em mắt là cái mạng sống của con em đó chứ cho em có sợ anh lấy anh gì đâu. Người ta tới với bộ ta quay xong cái ta cầm tiền ta đi luôn. Bây giờ đó em cũng nói hết lời với mấy chị rồi, chị cũng hiểu về người em, chị thông cảm cho em và em chỉ mong mạng cộng đồng hiểu và thương cháu và giúp cháu được về đoàn tụ. Vậy em cũng không biết lời lẽ nào để nói nữa, em chỉ nói được bao nhiêu thôi. Có thương cháu thì nên giúp cháu giùm em cũng nghèo khổ, em cũng không biết làm sao mà cứu cháu, mà chỉ nhờ trước hết là nhờ hết mạng cộng đồng và chị em trong nước và ngoài nước thương mẹ con em thì giúp cho cháu. Em chỉ cầu mong vậy là em cũng không biết nói sao nữa. Giờ mấy chị bữa nay mấy chị nhận xét thật sự là em như vậy đó, em không có ăn chơi và em không có cái gì chứ em mà cực khổ đó. Em từ đồng từ cấp em nuôi con em chứ em không như mấy chị nghĩ, mấy chị suy nghĩ lại mà thương cho em và cháu. Dạ thưa nhà, câu chuyện đó thực tế là cả nhà mình xem và có những cái xem và hiểu và nhận xét đánh giá về cái trường hợp và tùy bà con mình. Không thương thì thôi, không thương thì thôi cũng đừng nói gì hết. Còn bây giờ người ta đang khổ như vậy, con cái mới vậy. Còn thương thì có những cái nếu có thương thì có ai có điều kiện thì có thể có những đóng góp đó để giúp đỡ cho chị thôi. Chứ còn đây thì Trung quay thực tế và mà muốn mọi người tự cảm nhận thôi cái nhà chứ, chứ Trung có không có là nói là phải có làm cái này, tùy theo bà con mình cảm nhận để có những cái gì để mà đóng góp. Em cũng nè mấy chị nói em móng tay đổ chót, em không có sơn, em lấy kìm nhà em mặn không nè. Vậy em xin nước sơn của người ta đi mặn móng, người ta bỏ khô đó, em lấy em quẹt bên để cho nó cứng cái móng vậy thôi, chứ em không có đi sơn, không có đi tiệm, đi búa, không có trang điểm, không có cái gì hết trơn. Em nói giống mấy chị đâu nè, chân mày của em một đống luôn nè, em có xăm, có mắt xơ môi đâu, tại em bệnh nè, em nặng gió nè, đây mấy chị tưởng có em mắt xanh, mắt đen, thật sự là không có mắt em thục hết trơn nè, có mấy chị nhìn kỹ rồi nhận xét về em. Em nói dốc đâu. Dạ thưa cả nhà, đến đây thì Trung xin phép khép lại video đây cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe. Em cũng cảm ơn bạn cộng đồng rất nhiều. Và hy vọng là các bạn giúp cho em. Dạ chào tạm biệt cả nhà. Dạ.